Quý vị và các bạn thân mến, xin chào mọi người. Chúng ta cùng đến với trích đoạn tiếp theo của chương 2, Vô Phụ, Đạo Vợ Chồng. Sát kim chi quân tử, đồ tri thê phụ chi bất khả bất ngự, uy nghi chi bất khả bất chỉnh, cố huấn kỳ nam, kiểm dĩ thư truyện. Tạm dịch: hãy nhìn vào những bậc quân tử xem trọng đạo đức hiện nay, biết phải quản giáo vợ cho tốt, không thể không giữ oai nghi của người làm chồng. Thế nên, họ thường xuyên dạy dỗ con trai trong gia đình đọc các sách xưa, kinh điển, truyện ký, dùng kinh nghiệm truyền lại trong các kinh điển mà kiểm điểm lời nói, hành vi, phẩm đức của mình. Ý nghĩa của đoạn này chính là: hãy xem những người nam thời nay, họ biết là cần phải tiết chế vợ mình, cần phải chấn chỉnh lại uy nghi. Thế nên, cần phải không ngừng dạy dỗ con trai đọc sách, đọc truyện, dùng kinh điển mà kiểm điểm lời nói, hành vi của mình. Chính là nói, từ nhỏ phải bồi dưỡng cho con trai có năng lực của hiền nhân, nhằm hy vọng chúng sau này biết làm thế nào tiết chế vợ chúng, làm thế nào chấn chỉnh uy nghi của chính mình. Nhưng nam giới thời nay đều không biết điều này. Vậy phải làm sao đây? Cho nên, kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên. Người nam tốt là do dạy mà ra. Người phụ nữ tốt cũng do dạy mà ra. Tất cả mọi thứ đều do dạy mà ra. Quan trọng là dạy ra sao? Bạn dạy con tốt, dẫn dắt nó hướng thượng, thông qua sự truyền thừa của kinh điển thời xưa, tự thân chúng sẽ có thể hiểu rõ. Những giáo viên học tập văn hóa truyền thống đều có sự thể hội rất sâu sắc. Thực tế điều này bắt nguồn từ đạo vợ chồng. Tiếp theo là làm thế nào giáo dục tốt con cháu đời sau. Bạn muốn thành tựu đạo vợ chồng thì nhất định phải từ cái gốc mà làm, phải giáo dục con cái từ thuở nhỏ. Nếu không, khi con cái trưởng thành thì tập tánh đã sâu, bạn mới nghĩ đến việc dạy chúng, thì trừ phi phước báo, phước đức, thiện căn của chúng rất sâu dày, chúng mới có thể nhanh chóng quay đầu. Nếu không thì mấy mươi năm đã bị ô nhiễm. Vừa nghe được văn hóa của thánh hiền, liền nhanh chóng quay đầu, thay đổi hoàn toàn. Người như vậy rất ít. Thế nên, việc giáo dục từ nhỏ rất quan trọng. Từ nhỏ, thông qua kinh điển mà giáo dục. Trong lúc giáo dục, chúng ta cần chú ý đến một vài vấn đề tôi xin nêu ra với mọi người dưới đây. Đầu tiên, khi dạy con thì người mẹ cần có thái độ như thế nào? Tôi là một người đang học tập nên con của tôi là đồng học của tôi, thậm chí có khi là thầy của tôi. Nó là quan chủ khảo ra đề thi cho tôi. Tôi cần phải đưa ra được câu trả lời, sau đó chia sẻ với vị quan chủ khảo này. Đừng có quan niệm rằng tôi là thầy nó, tôi cần giáo dục đứa con này. Có rất nhiều lúc con cái sẽ kháng cự, không chịu tiếp thu. Bạn cần nên hạ mình xuống. Đặc biệt nếu chúng là con trai thì bạn cần hạ mình. Đây chính là sự khiêm hạ của bạn. Không chỉ đơn thuần là đối với chồng, mà đối với con cũng vậy. Hạ mình xuống thấp, sau đó hãy cùng nhau mà học tập. Dù sao, sức ảnh hưởng và giáo hóa của văn hóa truyền thống đã bị mai một hơn 100 năm qua. Thế nên, trong xã hội hiện thời, rất ít người từ nhỏ được dạy dỗ, thâm nhập vào sự giáo dục của văn hóa truyền thống. Rất ít gia đình có gia giáo, có gia truyền, có gia đạo, có gia quy. Lúc ban đầu, khi tôi đưa ra những giáo trình dạy nữ đức như nữ giới, nữ luận ngữ, nội huấn, nữ phạm tiệp lục, thì không có người nào hiểu, không biết đây là cái gì. Tôi còn nhớ năm ngoái khi đưa đệ tử quy cho một giáo sư đại học xem, tôi tặng cho cô ấy sách này. Vị giáo sư xem xong hỏi tôi một câu làm tôi dở khóc dở cười. Cô ấy nói: cuốn sách này quả thật là viết rất hay, câu cú đều rất hoàn hảo, không biết là do ai viết, sao người đó thông minh đến như vậy. Đó là giáo sư đại học
đã hơn 40 tuổi rồi, lần đầu tiên đọc sách này. Cho nên tình hình là như vậy. Chúng ta nên giữ lòng khiêm tốn mà học tập cùng với con. Tôi đã gặp rất nhiều phụ huynh đều than phiền con cái đã không nghe lời ra sao, đủ thứ vấn đề. Trên thực tế, trong lòng họ đã đem bản thân đặt ở vị trí cao, đem con cái đặt ở vị trí thấp. Nếu như bạn xem con cái thành thánh hiền, xem chúng như thầy giáo ở trước mặt, còn bạn ở vị trí thấp hơn, dùng thái độ như vậy mà học tập từ chúng, thì nhất định sẽ học rất tốt. Tối hôm qua, con của tôi đã trò chuyện cùng tôi. Tôi rất cảm ơn hai đứa con của mình, bởi vì toàn bộ sự học tập của tôi đều do các con của tôi dẫn dắt. Con của tôi nói, "Mẹ ơi, con có một tâm sự. Tối nay con phải nói với mẹ mới được." Tôi hỏi, "Con có tâm sự gì?" Nó nói, "Mẹ ơi, các bạn học trong lớp con không đoàn kết. Các bạn không chơi với nhau. Chiều hôm qua còn lén đánh nhau. Thầy giáo không biết việc này." Tôi nói, "Vậy con kể cho mẹ nghe để làm gì?" Nó nói, "Con học đệ tử quy mà, con phải khuyên các bạn hòa thuận chứ. Nhưng con không biết khuyên thế nào. Các bạn rất lợi hại, con cũng hơi sợ." Tôi nói, "Con nói đúng rồi. Dù sao chúng ta cũng cần có trí tuệ. Lúc các bạn đánh nhau, con đừng đến tụ tập. Đệ tử quy chẳng phải đã nói, nơi ồn náo không đến gần đó sao? Con người khi bị kích động thì ai khuyên họ cũng không nghe, bởi vì kích động là ma quỷ. Nơi đó có ma quỷ đến rồi, con nên tránh xa. Đợi đến khi các bạn bình tĩnh trở lại, con tìm cơ hội mà nói chuyện với các bạn. Hoặc con nghĩ ra biện pháp ảnh hưởng đến các bạn một chút." Nó nói, "Như thế này đi, con sẽ đem một vài đĩa những câu chuyện đạo đức đến trường tặng cho thầy và bạn học." Kết quả, con trai tôi kể lại rằng hiện tại có 3 lớp 2 vào buổi chiều không xem hoạt hình Tom and Jerry nữa mà xem hoạt hình những câu chuyện đạo đức. Con trai của tôi rất vui. Giống như Sơ Teresa đã nói rằng, con cái là người thầy tốt nhất. Thứ hai, việc quan trọng nhất khi dạy con cái là gì? Trước khi dạy người, hãy dạy chính mình. Chánh kỹ rồi mới có thể hóa. Love.